Thưa quý vị, Phòng khám đa khoa quốc tế SIS Đà Nẵng số 30, đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, Đà Nẵng đã chính thức được khánh thành đưa vào sử dụng vào tháng 8 vừa qua. Đây là cơ sở y tế chuyên sâu về khám, tầm soát, dự phòng và điều trị đột quỵ cho người dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên, là tiền đề cho sự ra đời Bệnh viện đa khoa quốc tế SIS Đà Nẵng trong tương lai, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên sâu về điều trị đột quỵ nhằm phát triển mạng lưới cấp cứu điều trị đột quỵ cho miền Trung. Phòng khám đa khoa quốc tế SIS Đà Nẵng được đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng, quy mô 300 giường bệnh. Với đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm cao cấp chẩn đoán tim bẩm sinh, máy chụp CT 128 cắt lát, máy chụp cộng hưởng MRI 3 Tela, máy chụp MRI toàn thân, hệ thống máy vật lý trị liệu phục hồi chức năng hiện đại, hệ thống máy xét nghiệm tự động hóa. Với các máy móc thiết bị hiện đại bậc nhất, Việc tầm soát đột quỵ chỉ mất từ 15 đến 30 phút mà không cần phải tiêm thuốc cản quang. Chưa kể, máy cộng hưởng 3 Tesla còn chụp được từng dây thần kinh, kiểm soát được tất cả các đường kính trên não, loại bỏ được nguy cơ sốc thuốc cản quang cho bệnh nhân. Đây là thiết bị mới nhất, lần đầu tiên cũng là duy nhất khu vực miền Tây. Chi phí tầm soát hiện nay chỉ khoảng từ 8 đến 9 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với chi phí khi ra nước ngoài tầm soát với các công nghệ tương tự, thậm chí công nghệ cũ hơn đa số các nơi đang sử dụng máy MRI 1.5 Tesla. Chúng tôi đã cam kết với bệnh nhân là không để bất kỳ một trường hợp đột quỵ nào đi đến bệnh viện đột quỵ mà không được cấp cứu điều trị phải quay về. Tôi sẽ chi tiêu đến cái đồng tiền cuối cùng của tôi để cứu người đó xong thì thậm chí ngày mai đóng cửa tôi phải hoàn thành nhiệm vụ. Đây là cái điều cam kết mà tôi đã nói rất mạnh mẽ để giải tỏa được, để đáp ứng được cái cấp cứu đột quỵ cho người dân miền Trung. Từ sự thành công của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, mô hình hiện đại đạt chuẩn kim cương trong điều trị đột quỵ và cũng là bệnh viện tư nhân duy nhất đạt và duy trì tiêu chuẩn này. Phòng khám Đa khoa Quốc tế SIS Đà Nẵng cũng sẽ là một mô hình chuẩn được đầu tư trang thiết bị hiện đại điển hình, phục vụ cho việc tầm soát, thăm khám phát hiện sớm các bệnh lý, nguy cơ như bệnh về thần kinh đột quỵ, bệnh về tim mạch, bệnh về cơ xương khớp, bệnh lý nội tổng quát, tiêu hóa gan mật. Với mong muốn người bệnh được trải nghiệm dịch vụ y tế cao cấp chất lượng và hiện đại, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, phòng khám đa khoa quốc tế SIS Đà Nẵng còn có các đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, đặc biệt các bác sĩ chuyên khoa trong lĩnh vực thân kinh đột quỵ, tim mạch, cơ xương khớp, cần thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các chuyên gia nước ngoài. Tôi cho rằng cách triển khai kỹ thuật và hợp tác cùng với Simon Heltner đem lại rất nhiều hiệu quả cho cộng đồng. Tôi hoàn toàn tin rằng tầm nhìn chiến lược của SCS khi đưa chương trình chăm sóc đột quỵ tới Đà Nẵng sẽ đạt được nhiều thành công. Tôi cũng kỳ vọng được chứng kiến từng bước phát triển của kỹ thuật này tại Việt Nam. Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng SCS từ những giai đoạn đầu. SCS luôn tiên phong mang lại những giải pháp công nghệ hiện đại tiên tiến phục vụ cho người bệnh tại Việt Nam. Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và luôn sẵn sàng tiếp thu cập nhật các kiến thức mới. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng SCS sẽ sẽ khai thác hiệu quả các kỹ thuật này góp phần cứu chữa cho nhiều bệnh nhân hơn nữa. Phòng khám SIS Đà Nẵng đi vào hoạt động là nền móng đầu tiên với mục đích thăm khám và tâm soát các yếu tố nguy cơ cao của các bệnh lý đột quỵ, tim mạch, cơ xương khớp, ung thư. Và không dừng lại ở đó, SIS Đà Nẵng sẽ phát triển lên thành mô hình bệnh viện đa khoa quốc tế SIS Đà Nẵng về cấp cứu, điều trị đột quỵ chuyên sâu công nghệ cao tại khu vực miền Trung trong thời gian đến. Với tôn chỉ hoạt động, không để bệnh nhân nào vụt mất cơ hội được cứu chữa sis đà nẵng ra đời để chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố đà nẵng và cả nước cũng như các nước bạn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân đột quỵ giảm tỷ lệ tử vong giúp bệnh nhân sớm hồi phục sức khỏe